Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay đủ cái duyên lành thì có vợ chồng của cô chú Trần Hậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Thì ngày hôm nay có bà đã lớn tuổi, sức yếu tuổi già, đi bán vé số, thì 300.000 này của vợ chồng cô chú Trần Hậu Hưng xin trao tặng cho bà, gửi cho bà nhớ bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nhớ bà. Cảm ơn Trần Mẫu đó, cảm ơn Trần Mẫu, Nam Mô Trần Mẫu, Nam Mô A Di Đà Phật, Trần Mẫu. Dạ. Dạ, cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc cầu chúc cho hai chồng của chú Thiếm là cho mạnh giỏi đầu năm, nhớ năm nhiều điều sức khỏe may mắn, cho mần ăn đâu cũng có đó, đặng ngoài mốt sau này gặp bố thí ra, đặng sau này gặp phước đức. Dạ. Dạ, thổ đất, thổ đất có vườn, có gì cũng có hết. Muốn có cái gì có nấy gì đó. Năm nay bước qua năm mới thì độ họ cho vợ chồng của chú Thiếm may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, con chúc bà đi bán vé số hết nha bà. Chị ăn tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của vợ chồng của cô chú rất nhiều, đã trao tặng món quà yêu thương cho bà. Rồi bà chào con nha.